Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Công dụng của loại rau rẻ bèo ở Việt Nam, bán theo cọng ở Nhật với 10.000 đồng. Bạn có thể mua cả mớ rau muống ở Việt Nam nhưng vào siêu thị Nhật, chỉ mua được một cọng nếu chọn loại ngon. Rau muống là thực phẩm quen thuộc gắn bó với người dân Việt Nam từ khi còn nhỏ. Bởi vậy, ngay cả lúc ở nước ngoài, nhiều người vẫn muốn thưởng thức các món ăn chế biến từ loại rau này do không được trồng phổ biến nên ở một số nước như Nhật, Mỹ, rau muống có giá cao. Tài khoản của một người dùng trên TikTok cho thấy mua rau muống ở siêu thị Nhật 30.000 đồng chỉ được 3 cọng. Dù cọng rau mập mạp, xanh mướt nhưng người đi chợ vẫn cảm thấy tiếc tiền. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn ăn rau muống không quá tốn kém, người dân có thể chọn các loại cọng nhỏ, lá ít khoảng 25.000 đồng trên 10 cọng. Tương tự như vậy, có siêu thị ở Mỹ bán một mớ rau 10 đô la Mỹ, 240.000 đồng, giá trị dinh dưỡng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, rau muống là loại thực phẩm có nhiều giá trị dinh dưỡng. Tất cả các loại rau lá xanh đậm đều phong phú chất dinh dưỡng và rau muống cũng không ngoại lệ. 100 g rau muống chứa 6.600 IU vitamin A, gấp đôi nhu cầu hàng ngày, 55 mg vitamin C, 92% nhu cầu hàng ngày. Ngoài ra, rau còn có các chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B, sắt, canxi, kali, magie, manga, phosphor. Theo chuyên gia dinh dưỡng Ấn Độ Tania Chudari, mọi người có thể ăn rau muống hàng ngày để nhận vitamin cho cơ thể. Ngoài ra, loại rau này có một số tác dụng dưới đây. Giảm cholesterol Rau muống là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn giảm cân và giảm cholesterol một cách tự nhiên. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột đã chứng minh rằng việc tiêu thụ rau muống có thể làm giảm mức cholesterol cũng như triglyceride. Hỗ trợ chữa bệnh vàng da và các vấn đề về gan Theo SC, rau muống từng được sử dụng trong y học Ấn Độ để điều trị bệnh vàng da và các vấn đề về gan. Nghiên cứu chứng minh chiết xuất của loại cây này chống lại tổn thương gan do hóa chất nhờ đặc tính chống oxy hóa và loại bỏ gốc tự do. Tốt cho người thiếu máu, thiếu sắt. Rau chất sắt nên rau muống non có lợi cho người thiếu máu và phụ nữ mang thai cần chất sắt trong chế độ ăn. Sắt là khoáng chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt là các tế bào hồng cầu để hình thành huyết sắc tố. Trị chứng khó tiêu, táo bón. Rau muống rất giàu chất xơ do đó hỗ trợ tiêu hóa, giảm các chứng rối loạn tiêu hóa khác nhau. Đặc tính nhuận tràng của rau có lợi cho những người bị chứng khó tiêu và táo bón. Loại rau này còn được dùng trị run đường ruột, ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Nghiên cứu đã chứng minh ăn rau muống thường xuyên phát triển khả năng chống lại stress oxy hóa do bệnh tiểu đường gây ra. Rau muống cũng được sử dụng trong điều trị bệnh tiểu đường ở phụ nữ mang thai. Lưu ý, rất hiếm có trường hợp dị ứng. Ngộ độc rau muống nhưng bạn cũng nên đề phòng nguy cơ ngộ độc với các nguồn rau không đảm bảo vệ sinh, nhiễm chỉ. Tránh ăn rau muống nếu bạn đang dùng bất kỳ loại thuốc làm loãng máu nào vì có thể dẫn đến tương tác thuốc. Rau muống chứa một lượng vừa phải purin, chất này sẽ được chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Tình trạng dư, tình trạng dư thừa axit uric chính là nguyên nhân gây bệnh gút. Do đó, Người mắc căn bệnh đó nên hạn chế tiêu thụ thực phẩm chứa purin như rau muống để tránh triệu chứng nặng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.